Tại vì nó dụ em lên giường, bất cứ đứa nào dụ em lên giường là em chia tay liền. Quen hai phần. Tuy là chưa có bộ nhưng người yêu cũ thì em có. Nhưng theo kinh nghiệm của em, hai lần em chia tay là tại vì nó dụ em lên giường. Bất cứ đứa nào dụ em lên giường là em chia tay liền. Đó là cột mốc luôn. Của tao nha, của tao là 3 tuần. Biết tại sao? 3 tuần là tao đủ tìm hiểu đứa nào là phát gơ rồi, đứa nào mò mỏ liền, tao nhìn phát hết liền. Bởi vậy hồi đó tao quen 3 tuần là tao lên đường á mày. Tao quen 3 tuần là tao lên đường á mày. 5 năm. Tại sao? Tôi mới chia tay con thằng bồ 5 năm luôn, đi đại vậy sao chia tay lại. Để ý là cột mốc 3 năm, 5 năm, 7 năm, 9 năm, mấy cột mốc lẻ lẻ là dễ chia tay nhất. Nhưng mà theo tôi nhấn mạnh là cột mốc 5 năm là cột mốc nguy hiểm nhất nha. Vì nếu mà 5 năm mà không cưới luôn á thì tình cảm mình xuống rồi. Tiếp nha. Đối với tao nha, đối với tao á, thì theo tao á, không có cột mốc. Có một buổi sáng mà tao thấy tao ngủ dậy á, xong rồi tao thấy chán rồi tao chia tay luôn, không cột mốc. Em chưa chia tay cho nên em không biết. Nhưng mà em nghĩ chắc là 9 năm. Do em đi với tiếng đàn á. Do em đi với tiếng đàn á. Cho nên là em sẽ chưa 8 năm rưỡi thôi sau đến cưới. Em nghĩ là khi mà quen hai phần. Tại vì một là nó cưới, hai là nó bỏ em luôn. Hai là nó bỏ em luôn. Chắc là sau thời gian đầu yêu nhau, cái lúc thời gian mà hai cảm thấy chán nhau á, mình cảm thấy là mình cảm thấy là mình không còn muốn đối phương nhiều lúc nào nữa, thì lúc đó là rất là dễ chia tay nhau. Nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái cột mốc đó thì có lẽ con đã khó nha. Suy nghĩ á, em nghĩ là em phải thịt xong rồi mới chia tay, tại vì của con gái mà chị, phải chia xong mới chia tay. Sợ quá, sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Cột mốc nào dễ chia tay? Mày ơi, nó không có bồ mày hỏi nó làm gì? Tao này, tao này. Cái mùi này đây. Một ngày cũng chia tay được mà. Ừ, nhắc lại kỷ niệm đâu mà. Sao rồi, sao chia tay, ngày mà chia tay? Thì ngày nó đi chơi với nhau xong, cuối ngày nó phát hiện nó bắt cá hai tay rồi. Nhưng mà quan trọng là trong lúc đi chơi có làm gì chưa mà chia tay. Làm gì hồi sinh viên không biết nói làm gì mày suy nghĩ lắm. Sao nghĩ gì bạn bè mà không có buồn nữa gì bạn bè không nói ra. Thôi mày nói gì đó đi, thằng vô văn quán. Theo mình đó nha, bản thân mình là hình như là không có luôn, trừ khi hai người gây lộn thôi. Vỗ tay, vỗ tay. Này nha, chị tính thử coi. Một tuần á mà sạc 3 lần á thì một tháng là chết mẹ rồi. Quen gì chứ lâu, em là em thích quen lâu. Bỏ đi tìm cái mới, thích tìm cái mới à. Tìm cái mới à. Chị nghĩ là một năm. Tại vì á, trong một năm đó là một khoảng thời gian mà người ta sẽ suy nghĩ và xem xét coi người đó có thể tiến tới lâu dài hay không. Và đó cũng có thể là khoảng thời gian mà dễ chia tay nhất. Theo em nghĩ thì khi nào có Tuesday thì em chia tay thôi. Theo chị nha, muốn mà hợp á, là phải hợp 3 tiêu chí. Một á, là văn hóa, hai là sở thích, ba là tôn giáo. Và cái điều quan trọng đầu tiên đó chính là tôn giáo. Và nếu như các em có thể hợp được hết tất cả ba cái điều đó thì có nghĩa là các em chỉ là tìm hiểu càng sớm và hợp được ba điều đó thì sẽ càng đi lâu dài với nhau. Còn một người miền Nam và một người miền Trung đi thì nhiều khi cũng không hợp về văn hóa thì cũng sẽ rất khó đi đường dài được với nhau. Và tôn giáo cũng là một cái gì đó mà nó thuộc về niềm tin đó. Nên là thành ra mình phải hợp về nhiều thứ thì thành ra mình mới ở bên nhau và mình đỡ cãi nhau. Tại vì ngay cả những người mà mình cho là hợp nhất đi chăng nữa thì cũng rất là dễ cãi lộn. Nên là thành ra chị nghĩ là mình cứ vui mà, tuổi trẻ mà, thì cứ trải nghiệm và tìm hiểu. Rồi sau tìm cho đến chừng nào cái người mà khiến cho mình cảm thấy là chính mình nhất thì là ok. Chứ còn số năm thì thật sự là không quan trọng. Cái đó là quá mê tín đó chị.